Benny đang sửa ấy đó, ấm chưa? Ấm quá, thấy chưa? Benny vừa yêu cầu nó bật bật lò sửa lên. Trong nhà có hít toàn nhà rồi nhưng mà bật cái này lên cho nó đẹp thôi. Đang cháy giống như là củi đó mà không phải củi đâu. Nó cứ cháy như vậy đó, cháy như vậy. Mình đi vặn cho nó nhỏ xuống coi. Nó bằng ga mà, nó vặn nhỏ, điều khiển nhỏ xuống. Nó to lên à. Đó. Đấy à. Mình đi giỏi lắm. Mình đi khoái trời lạnh, mình đi khoái bật cái này lên. Cao nhất không? Cao nhất chưa cho con? Chưa cao nhất đâu. Đó. Đó là cao nhất ạ. Chưa cao nhất hả? Even higher. Bạn nhỏ xuống tí coi. Bạn cho đẹp thôi mà, nhà có sưởi ấm hết rồi. Point where I like. Like there. Gì? Con nói gì? That means I normally like it like this. Daddy? Ừ. Bà đang quay cơ. Did you ever need a fireplace in 1207? Ờ, đâu cũng cần hết, lạnh là phải bật rồi. Nhà cũ hồi đó Vi chưa đẻ bật làm gì. Bật lên cho Vi thích thôi mà. Đâu có phải để sửa đâu. Nhưng mà bật nó lên nó cũng ấm lắm. Máy sửa nhà nó đâu, nó không có bật lên nữa rồi. Tại vì nhiệt độ trong nhà, bật cái lên là nhiệt độ trong nhà nó cao rồi. Vi bắt đầu nóng rồi thấy chưa. Nó không? Như ngồi tí là toát mồ hôi. Nó warm là cái gì? Ôi giời đó. Ừ, sướng nhỉ. Rồi. Stop.